đồng hành cùng học văn chị Hiên trong các khóa học khối trung học cơ sở để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Trước hết để đi tìm hiểu và nội dung của văn bản này thì chắc chắn là chúng mình sẽ cần phải đọc hiểu văn bản này rồi đúng không nào? Và văn bản này thì phải đọc một cái giọng là lời ru mà, cho nên là chúng mình sẽ sử dụng cái giọng đọc tình cảm hơn, nhẹ nhàng hơn, luyến láy một chút các em nhé. Chị sẽ xin phép đọc văn bản này nha. Văn bản 1, trong lời mẹ hát, tác giả Trương Nam Hương. Tuổi thơ trở đầy cục tích, dòng sông lời mẹ ngọt ngào, đưa con đi cùng đất nước, tròng trành nhịp võng ca dao. Con gặp trong lời mẹ hát, cánh cò trắng dài đồng xanh, con yêu màu vàng hoa mướp, con gà cục tác lá chanh. Khóm trúc lùm tre huyền thoại, lời ru vấn vít dây trầu. Vầng trăng mẹ thời con gái, vẫn còn thơm ngát vườn hương cau. Con nghe thập thình tiếng cối, mẹ ngồi giã gạo ru con. Lạy trời đừng giông đừng bão, cho nồi cơm mẹ đầy hơn. Con nghe dập dờn sóng lúa, lời ru hóa hạt gạo rồi. Thương mẹ một đời vốn khó, vẫn giàu những tiếng ru nôi. Áo mẹ bạc phơ bạc phếch, vải nâu bục mối chỉ sờn. Thương mẹ một đời cay đắng, sao lời mẹ vẫn thảm thơm. Thời gian chạy qua tóc mẹ, một màu trắng đến nôn nao. Lưng mẹ cứ còng dần xuống, cho con ngày một thêm cao. Mẹ ơi trong lời mẹ hát, có cả cuộc đời hiện ra. Lời ru chắp con đôi cánh, lớn rồi con sẽ bay ra. Và sau khi mà chúng mình đã đọc hiểu với nhau về văn bản trong lời mẹ hát rồi, thì câu hỏi đầu tiên của chị là: theo các em, nhan đề trong lời mẹ hát có ý nghĩa gì? Chúng mình hãy cùng nhau suy nghĩ một chút nha. Có thể là cái sự suy nghĩ này nó chưa được là đầy đủ, hoặc là chưa được chính xác với 100% ý nghĩa của bài. Tuy nhiên thì chị vẫn rất là khuyến khích chúng mình tự suy nghĩ về nhan đề trong lời mẹ hát. Chúng mình hãy dự đoán được trong lời mẹ hát thì có ý nghĩa gì nha. Chị nghĩ rằng là các bạn có thể sẽ có những cái suy nghĩ ban đầu khá là chính xác đấy. Trong lời mẹ hát thì chắc chắn phải là những cái lời ca, những cái lời hát của mẹ đúng không nào? Phải là lời hát của mẹ, chứ không phải là lời hát của ai khác đúng không? Vậy ý nghĩa nhan đề trong bài thơ này thì có thể hiểu là đây là nhan đề thể hiện tình cảm. Tình cảm ở đây là tình cảm của người con, chứ không phải là trong lời mẹ hát là tình cảm của người mẹ dành cho chính mình được, mà phải là tình cảm của người con dành cho mẹ qua lời hát ru của mẹ, mà người con dần hiểu ra nhiều điều, đặc biệt là nhận ra sự già đi của mẹ. Và từ đó thì có thể thấy nhan đề đã thể hiện được khái quát nội dung của bài thơ này và thể hiện được cái hồn của tác phẩm. Các em biết không, từ thuở nhỏ thì người mẹ đã hát ru những bài ca êm đềm cho đứa con nhỏ của mình. Mẹ ru những bài ca tràn đầy tương lai sáng lạn, nhiều mơ ước của người mẹ dành cho người con. Và những bài ca đó thì không chỉ ru con ngủ, mà nó còn chứa đựng trong đó là tình yêu thương của mẹ này, được khắc sâu, được ghi vào những cái câu hát đó. Và người con trong bài thơ thì rất là hiếu thảo và biết ơn công lao của mẹ, và đã nhận ra được hóa ra là tình cảm thiêng liêng mẫu tử là như vậy đấy. Vậy sau khi mà chúng mình đã cùng với nhau giải quyết về nhan đề, ý nghĩa nhan đề trong lời mẹ hát của bài thơ, thì bây giờ chúng mình sẽ tìm hiểu cùng với nhau phần khó hơn, đó chính là đọc hiểu văn bản theo đặc trưng của thể loại. Và chúng mình sẽ đi tìm hiểu về văn bản này theo 3 phần, theo bố cục 3 phần mà chị đã hướng dẫn cho chúng mình trước đó. Đầu tiên là chúng mình sẽ đi tìm hiểu với nhau qua 3 phần nha. Phần 1,
Chúng mình sẽ đi tìm hiểu về đặc trưng thể loại ở đây qua từng phần, đó là vẻ đẹp của hình ảnh ngôn từ, vẻ đẹp của các yếu tố nghệ thuật. Và với hai đặc trưng này thì chúng mình sẽ đi phân tích từng khổ trong phần đó. Phần 1 thì sẽ tương ứng với khổ nào đấy, phần 2 sẽ tương ứng với các khổ, phần 3 thì cũng tương tự. Và mới với mỗi khổ này thì chúng mình sẽ cùng với nhau đi phân tích về vẻ đẹp của hình ảnh của ngôn từ cũng như là vẻ đẹp của các yếu tố nghệ thuật được sử dụng trong khổ thơ đấy ra sao nha. Và với phần này thì chị sẽ làm cùng với cả các em, chị sẽ làm cùng ở đây, chị sẽ tạo một cái file bài giảng. File bài giảng ở đây thì chị đã có tên đề bài rồi này, chị đã có tên đề mục là đọc hiểu theo đặc trưng thể loại. Ở đây của chị là có phần mục 2.1 là hình ảnh thơ, ngôn ngữ thơ, mục 2.2 và mục 2.3 là mạch cảm xúc và cảm hứng chủ đạo trong bài thơ này, thì chúng mình sẽ đi phân tích sau nha. Trước hết thì chúng mình sẽ đi phân tích cùng với nhau về hình ảnh thơ, về ngôn ngữ thơ được sử dụng trong bài thơ này. Và chị cũng đã có ở đây là chị đã trích ra những cái khổ thơ thuộc từng phần và chị cũng đã ghi những cái tên đề mục, đó là vẻ đẹp về hình ảnh của ngôn từ này, vẻ đẹp của các yếu tố nghệ thuật này. Vậy thì bây giờ việc của các em sẽ là giúp chị chỉ ra đâu là hình ảnh ngôn từ đẹp được sử dụng trong bài thơ này và đâu là những cái biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài thơ này. Vậy bây giờ chúng mình sẽ đi tìm hiểu với nhau từng phần trước nhá. Trước hết là chúng mình hãy chỉ ra giúp chị ở đây là chỉ ra những hình ảnh, những từ ngữ đặc biệt được sử dụng trong hai khổ thơ đầu của bài thơ Trong lời mẹ hát. Chúng mình sẽ cùng nhau suy nghĩ, chị sẽ dừng lại đây một ít phút để cho chúng mình có thể kịp thời suy nghĩ và tự đưa ra cái câu trả lời. Những cái hình ảnh tiêu biểu này, những cái từ ngữ tiêu biểu này thể hiện nên cái vẻ đẹp của hình ảnh của ngôn từ trong phần 1 này nha các em. Chị nghĩ rằng là cái việc mà chỉ ra những cái hình ảnh đặc biệt ấy thì nó rất là dễ dàng, cũng như là cái việc chỉ ra những cái từ ngữ đặc biệt trong cái phần thứ nhất này thì cũng rất là dễ dàng thôi, bởi vì những cái từ ngữ, những cái hình ảnh thì đều đã được thể hiện rất là rõ trong cái phần 1 rồi. Nhưng mà việc khó hơn thì sẽ là việc nêu ra được, chỉ ra được cái ý nghĩa của hình ảnh và ý nghĩa của cách sử dụng ngôn từ trong cái phần 1 đấy, đúng không nào? Vậy bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau là ghi bài luôn nhá. Vẻ đẹp của hình ảnh của ngôn từ được thể hiện trong phần 1 là gì? Hay là nói cách khác là về hình ảnh trước đi. Chúng mình sẽ chia ra là về hình ảnh trước này, về hình ảnh này, về ngôn từ này. Vậy thì bây giờ những hình ảnh nào được tác giả thể hiện ở trong phần 1 này? Chị nghĩ rằng trong những cái câu thơ đầu tiên ấy, trong những cái câu thơ đầu tiên thì các em đều đã có thể chỉ ra được nhá. Trong những cái dòng thơ đầu tiên thì tác giả đã gợi nhớ về tuổi thơ đầy ấm áp, đầy thơ mộng từ khi sinh ra, đều nhận được cái sự chăm sóc và nuôi nấng từ mẹ của mình, đúng không nào? Vậy thì ngay từ những cái dòng thơ đầu thì chúng ta đã nhận ra được hình ảnh đầu tiên ở đây, đó chính là hình ảnh về người mẹ, hình ảnh người mẹ quen thuộc bên những lời ru ngọt ngào. Ngoài ngoài hình ảnh người mẹ ra thì chúng ta còn nhận ra được sẽ có sự xuất hiện của những cái ngâu câu chuyện cổ tích đầy màu sắc trong đâu ạ? Đầy màu sắc để nuôi dưỡng tâm hồn con được trong trẻo và được ấm áp, đúng không nào? Ngay từ cái câu thơ đầu tiên này, tuổi thơ trở đầy cổ tích, dòng sông lời mẹ ngọt ngào, thì đây chúng ta đã chỉ ra được rằng là có gì nhỉ? Có hình ảnh người mẹ quen thuộc bên cái lời ru, và cái lời ru trong đây thì chứa đựng cái câu chuyện cổ tích, đúng không nào? Câu chuyện cổ tích ở đây là câu chuyện cổ tích đầy màu sắc và nuôi dưỡng cái tâm hồn con được trong trẻo, được ấm áp. Và chúng ta nhận ra được là điều gì đây? Đó chính là mẹ dường như là gắn liền với cả tuổi thơ của con, và nhờ có mẹ thì cuộc đời của con trở nên tươi đẹp như câu chuyện ở trong cổ tích.
Và tác giả ví lời mẹ ở đây thì như dòng sông ngọt ngào trong câu thơ dòng sông lời mẹ ngọt ngào, và dòng sông ấy thì đã đưa con đi khắp thế gian. Lời của mẹ thì cùng với cả chiếc võng ru con vào những giấc ngủ, đưa con đến những cái thế giới tươi đẹp. Ở trong câu thơ là gì? Đưa con đi cùng đất nước trong chành nhịp võng ca sao, chính là lời của mẹ cùng với cả chiếc võng ru con đã đưa con vào những cái giấc ngủ, đưa con vào đến cái thế giới tươi đẹp, đúng không nào? Và tuổi thơ của ai thì cũng như vậy thôi, từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên thì nhờ những cái sự chăm sóc này, nhờ cái sự nuôi nấng của mẹ này, hình ảnh người mẹ thì vô cùng quen thuộc bên những cái lời ru ngọt ngào rồi, bên cả những cái câu chuyện cổ tích đầy màu sắc nữa, thì những cái lời ru đó, những cái câu chuyện đó thì đã nuôi dưỡng cái thế giới tâm hồn con được trong trẻo và ấm áp. Và sự nuôi dưỡng này thì không quản ngại cái khó khăn đâu các em ạ, và không quản ngại cái sự khó khăn, không quản ngại cái sự vất vả, kể cả là những cái chưa hề oi ả, những cái tiếng ru à ơi nhẹ nhàng ấm áp khiến con chìm vào được cái giấc ngủ ngon. Và người con trong cái khổ thơ thì đã lớn lên được như thế, lớn lên qua lời ru và qua sự chăm sóc nuôi dưỡng của mẹ. Và có thể thấy ở đây tình cảm của mẹ là tình cảm vô cùng quý giá, đúng không nào? Và ngoài ra, ngoài hình ảnh về người mẹ ra, ngoài hình ảnh về những cái câu chuyện cổ tích đầy màu sắc ra, thì chúng ta còn bắt gặp hình ảnh nào nữa không? Trong khổ thơ thứ hai, chúng ta còn bắt gặp hình ảnh nào nữa không? Trong khổ thơ thứ hai này, con gặp trong lời mẹ hát cánh cò trắng dải đồng xanh, con yêu màu vàng hoa mướp, con gà cuộc tắc lá chanh. Quá là dễ để chỉ ra được cái hình ảnh xuất hiện tiếp tục trong khổ thơ thứ hai, đúng không nào? Đó chính là hình ảnh gì nhỉ? Hình ảnh cánh cò trắng dải đồng xanh là hình ảnh ở đâu? Là hình ảnh ở đâu nhỉ các em? Chắc chắn là hình ảnh ở làng quê, đúng không nào? Và hình ảnh quen thuộc của làng quê thì đi vào trong bài thơ, với cùng với đó là tiếp tục những cái hình ảnh này. Hình ảnh quen thuộc của làng quê thì là rõ rồi, nhưng cụ thể hơn trong làng quê đấy thì chúng ta bắt gặp gì nhỉ? Những dung cảm về cánh đồng xanh mướt. Chúng ta bắt gặp hình ảnh cánh cò trắng, đàn cò trắng lấp ló trên những cánh đồng, đúng không nào? Và ngoài hai hình ảnh đó ra, hình ảnh cánh đồng xanh, hình ảnh đàn cò ra, thì chúng ta bắt gặp với nhau tiếp tục một hình ảnh màu vàng của hoa mướp. Hình ảnh gì? Hình ảnh con gà cục tác lá chanh. Và cái điều đặc biệt ở trong những cái câu thơ của khổ thơ tiếp theo này đó chính là nói lên cái vẻ đẹp của quê hương ở trong chính tại những cái lời ru. Và người con thì đã thấy những cái hình ảnh quen thuộc của làng quê ở trong chính những cái câu hát, trong chính những cái lời ru đó, và tác giả đã miêu tả và đã khắc họa rất là thú vị, bởi đó là những cái hình ảnh độc đáo nhưng mà bình dị, nhưng mà độc đáo của một làng quê đầy ấm áp. Và chúng ta nhận ra được một cái nhận xét, đó chính là lời ru của mẹ thì không phải là lời ru chứa được những cái điều quá xa xôi, quá xa vời gì cả, mà lời ru của mẹ ở đây chứa đựng những cái kỷ niệm tuổi thơ của con. Cho nên là chúng mình sẽ ghi được những cái ý phân tích về vẻ đẹp của hình ảnh của ngôn từ trong cái phần 1 này nha. Về vẻ đẹp hình ảnh của ngôn từ thì chị sẽ rút ra được một số ý chính sau đây. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhận ra được sự chăm sóc nuôi nấng của mẹ. Sự chăm sóc nuôi nấng của mẹ được thể hiện qua những hình ảnh sau này. Thứ nhất là hình ảnh người mẹ quen thuộc bên những lời ru ngọt ngào. Hình ảnh mẹ bên những lời ru. Hình ảnh mẹ trong những lời ru được thể hiện qua hai câu thơ này: tuổi thơ chở đầy cổ tích, dòng sông lời mẹ ngọt ngào. Nếu như mà bạn nào muốn, khi mà chúng mình sau này chúng mình xem lại những cái kiến thức mà chúng mình đã học ấy, thì chúng mình có thể sử dụng cái bút highlight giúp chị đánh dấu luôn vào trong sách nha. Hoặc là chúng mình có thể ghi vắn tắt lại vào trong vở là tuổi thơ chở đầy chấm chấm lời mẹ ngọt ngào, để chúng mình biết được rằng là câu thơ đó thể hiện cho cái hình ảnh người mẹ bên những lời ru ngọt ngào nha. Ngoài ra thì hình ảnh mẹ bên những lời ru ngọt ngào và trong lời ru đấy thì lại chứa đựng những câu chuyện cổ tích đầy màu sắc. Và ngay trong chính câu thơ tuổi thơ chở đầy cổ tích
Dòng sông lời mẹ ngọt ngào. Ở đây chị sẽ đánh dấu luôn để khi mà để chúng mình dễ nhận diện nhá. Hình ảnh mẹ bên những lời ru này. Ngoài ra thì chúng mình thấy là những câu chuyện cổ tích đầy màu sắc, đầy màu sắc được đưa vào ngay trong chính lời ru của mẹ đúng không nào? Và chúng ta nhận ra được mẹ, mẹ chính là tuổi thơ của con, mẹ gắn liền với tuổi thơ của con. Ngoài ra ở trong khổ thơ thứ hai thì sao? Trong khổ thơ thứ hai thì chúng mình ngoài cái sự bắt gặp về hình ảnh người mẹ bên những cái lời ru, hình ảnh về câu chuyện cổ tích đầy màu sắc, thì chúng mình lại được bắt gặp hình ảnh về mà chúng mình đã vừa phân tích với nhau đấy. Hình ảnh tiếp theo là hình ảnh về làng quê quen thuộc gần gũi với người con trong những cái câu hát của người mẹ đúng không nào? Cho nên là hình ảnh thứ hai ở đây đó chính là hình ảnh quen thuộc của làng quê trong câu hát. Cụ thể sẽ là câu hát nào? Con gặp trong lời mẹ hát cánh cò trắng dải bông xanh. Ok chưa ạ? Mình sẽ ghi vắn tắt lại nhé. Cánh đồng trắng, à cánh đồng xanh, xin lỗi các em, cánh đồng xanh này, cánh đồng xanh mướt này. Ngoài ra còn hình ảnh đàn cò trắng và cánh đồng xanh mướt. Đàn cò trắng thì lấp ló đứng trên ở những cánh đồng, và chúng ta còn bắt gặp một hình ảnh vô cùng quen thuộc với làng quê Việt Nam, đó là hình ảnh con gà cục tác lá chanh, những màu vàng của pha mướt nữa này. Ngoài ra là hình ảnh con gà tác lá chanh, hình ảnh con gà lá chanh. Vậy khi sau khi mà chúng mình đã phân tích được khổ thơ thứ nhất thì thể hiện cái ý nghĩa là mẹ chính là tuổi thơ thứ hai, còn khổ thơ thứ hai thì chúng ta nhận ra một cái ý nghĩa về khổ thơ thứ hai, đó chính là người mẹ trong những cái lời ru của mẹ thì chứa đựng đầy những cái kỷ niệm của tuổi thơ, chứa đựng đầy những cái khung cảnh quen thuộc gắn liền với tuổi thơ của con. Mình sẽ ghi nhận xét ở đây nhá, lời ru của mẹ chứa đựng những kỷ niệm tuổi thơ. Vậy còn vẻ đẹp của các yếu tố là nghệ thuật này thì sao? Đầu tiên là chúng mình sẽ cần đi phân tích với nhau. Thứ nhất là về nhịp điệu, về cách gieo vần. Và thứ hai là các biện pháp tu từ được sử dụng ở trong phần thứ nhất là gì? Thì ở đây chị sẽ ghi trước vào đây nhá. Về nhịp điệu này, cách gieo vần này. Còn ý thứ hai là về biện pháp tu từ nha. Về nhịp điệu, về cách gieo vần thì sao? Trong bài thơ này, trong bài thơ thể thơ 6 chữ thì chúng mình cần nhớ lại một chút giúp chị là vừa lúc nãy chị đang hướng dẫn cho chúng mình là trong bài, trong thể thơ thể loại 6 chữ thì có những cái cách ngắt nhịp rất là phổ biến, có nhiều cách ngắt nhịp phổ biến, cụ thể là cách ngắt nhịp 2 2 2 hoặc là cách ngắt nhịp 4 2, cách ngắt nhịp 2 4, cách ngắt nhịp 3 3. Vậy bây giờ chúng mình cùng lắng nghe lại chị đọc một khổ lần nữa để chúng mình có thể xác định giúp chị xem là cách ngắt nhịp của khổ thơ đấy là cách ngắt nhịp nào nhé. Tuổi thơ trở đầy cục tích, dòng sông lời mẹ ngọt ngào, đứa con đi cùng đất nước, trong chành nhịp võng ca dao, con gặp trong lời mẹ hát cánh cò trắng dải đồng xanh, con yêu màu vàng hoa mướp, con gà cục tác lá chanh. Vậy thì cái cách ngắt nhịp chủ yếu ở đây sẽ là cách ngắt nhịp như thế nào? Chúng mình sẽ nhất rất là dễ nhận diện, chủ yếu sẽ là ngắt nhịp 4 2 đúng không nào? Tuy nhiên thì sẽ có xen lẫn một câu thơ cách ngắt nhịp là 3 3 trong câu thơ cánh cò trắng dải đồng xanh. Thì ở đây mình sẽ ghi nhận xét với nhau là cách ngắt nhịp chủ yếu là ngắt nhịp 4 2 có xen lẫn một câu ngắt nhịp 3 3. Ngắt nhịp 3 3 nha.
Ok, vậy là chúng mình làm xong về phần nhắc nhịp điệu rồi. Vậy thì còn cách gieo vần ở đây thì sao? Trong bài thơ 6 chữ và thơ 7 chữ thì có thể là gieo vần chân hoặc là gieo vần lưng. Vần chân thì chúng mình chỉ cần nhận diện giúp chị là những cái từ nào mà nó có vần ở cuối câu thôi. Còn vần lưng thì sẽ là những cái vần vần với nhau ở giữa câu. Vậy thì bây giờ nhìn thật nhanh giúp chị xem là trong hai cụ thơ đầu này thì có những cái vần nào được gieo với nhau. Chúng mình thử xem nhé. Sẽ là cái phần chân hay là phần lưng đây? Có dễ nhận diện không nhỉ? Chị nghĩ rằng là không quá khó để mà nhận diện được những cái vần được gieo với nhau đâu, đúng không nào? Bởi vì khi mà chúng ta nhìn thì chúng ta có thể nhận diện được này, từ ngào này, đúng không? Từ ngào thì sẽ giao với vần dao, sẽ vần với vần dao luôn. Và khổ thơ thứ hai này thì sẽ có từ xanh vần với từ tranh, chính xác rồi. Từ ngào thì vần với từ dao, từ xanh thì vần với từ tranh. Và các em để ý về vị trí đứng của những từ này là ở cuối câu, cho nên là chúng mình sẽ ghi được nhanh nhận xét là cách gieo vần ở đây là gieo vần gì? Gieo vần chân nha. Và vần chân này là vần chân cách, bởi vì nó sẽ cách câu thơ thứ hai thì vần với cả câu thơ thứ tư ở ở dưới này thì cũng tương tự như vậy. Còn nếu như là vần chân liền thì câu thứ nhất phải vần với cả câu thơ thứ hai cơ. Tuy nhiên là ở đây nó có cách một câu thơ ra, cho nên là chúng mình sẽ nhận diện được ngay đây là cách gieo vần chân cách. Vần chân cách. Còn cụ thể thì chị đã đánh dấu ở trong đoạn thơ rồi, chúng mình cũng có thể là đánh dấu luôn vào trong sách giáo khoa nhé. Và chúng mình sẽ tìm hiểu phần tiếp theo, đó chính là về biện pháp tu từ. Biện pháp tu từ ở trong hai khổ thơ này là gì? Chúng mình có thể là suy nghĩ một ít phút và sau đó là sẽ tự trả lời nha. Trong biện pháp tu từ được sử dụng ở trong khổ thơ thứ hai này là gì? Trong hai khổ thơ đầu này là gì? Khi mà chúng mình đọc câu thơ đầu tiên này, tuổi thơ trở đầy cổ tích thì có từ nào đặc biệt không? Tuổi thơ trở đầy cổ tích thì chúng mình sẽ cần chú ý hơn giúp chị này, là từ trở. Tuổi thơ làm sao mà có thể trở đầy cổ tích được, không đúng không nào? Và từ trở thì sẽ sử dụng cho con người, cho nên là ở trong câu thơ này chúng mình có thể dễ dàng nhận diện ra ở đây là biện pháp nhân hóa được sử dụng, đúng không nào? Tuổi thơ vốn chỉ là một quá trình, một thứ không hiện hữu nhưng mà được nhà thơ coi như là một con thuyền, một vật hữu hình chứa đựng cái cụ thể. Thế nên là ở đây đã sử dụng biện pháp nhân hóa. Biện pháp nhân hóa khiến cho câu thơ vô cùng giàu hình tượng. Tuổi thơ con được nuôi dưỡng và bồi đắp bởi những câu chuyện cổ tích nhân hậu của bà, của mẹ này, đúng không nào? Và ngay trong câu thơ đầu tiên thì chúng mình đã nhận ra được biện pháp tu từ đầu tiên, đó chính là biện pháp tu từ nhân hóa ở trong câu thơ này. Cho nên là chúng mình sẽ ghi ngay vào trong vở nhé, biện pháp tu từ đầu tiên ở trong câu thơ đầu tiên luôn này. Tuổi thơ trở đầy cổ tích này, biện pháp tu từ ở đây sẽ là biện pháp tu từ nhân hóa. Nhân hóa cụ thể vào trong câu tuổi thơ trở đầy cổ tích. Nhân hóa ở trong câu này, cụ thể là trở, qua từ trở đúng không nào? Qua từ trở. Tuổi thơ trở đầy cổ tích, ở đây tuổi thơ được so sánh giống như là một con thuyền. Con thuyền ở đây thì con thuyền trở đầy cái cổ tích, trở đầy cổ tích, và tuổi thơ của con được nuôi dưỡng, bồi đắp bởi những cái câu chuyện cổ tích muôn màu muôn vẻ đấy các em ạ. Và trong trong những cái câu thơ tiếp theo thì còn sử dụng biện pháp so còn sử dụng biện pháp nào nữa hay không? Ngay trong câu thơ tiếp theo nhé, dòng sông lời mẹ ngọt ngào, dòng sông lời mẹ ngọt ngào, thì ở trong câu thơ này các em có nhận ra được biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu thơ này hay không? Dòng sông lời mẹ ngọt ngào ở đây này, dòng sông lời mẹ thì là ý chỉ những lời mẹ hát ru con từ thuở nằm nôi thì luôn dạt dào, luôn tuôn chảy như cái dòng sông của quê hương êm dịu và không bao giờ vơi cạn. Và đây hình ảnh ở đây sẽ là hình ảnh nhân hóa khiến cho những cái lời hát ru nó trở thành dòng chảy, dòng sữa bất tận.
nuôi dưỡng tuổi thơ của con. Và hình ảnh này thì cũng dường như là cũng khiến cho chúng ta nhận ra nó giống cái hình ảnh trong một cái câu thơ khác. Lời mẹ ở trong câu thơ này thì được nhân hóa, được so sánh giống như là câu thơ, giống như là lời mẹ thì giống như là dòng sông, đúng không nào? Và trong một cái câu thơ thì có một cái sự so sánh giống như vậy, đó là gì? Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cho nên ở đây chúng mình sẽ ghi được cái biện pháp tu từ thứ hai, đó là biện pháp tu từ nhân hóa kết hợp với cả so sánh. Ở trong đây, ở trong câu thơ này sẽ là biện pháp nhân hóa so sánh, nhân hóa cộng với cả so sánh. So sánh lời mẹ giống như là dòng sông, giống như là dòng sữa ngọt ngào nuôi lớn con. Vậy thì còn biện pháp nào được sử dụng trong cái câu thơ này hay không nhỉ? Chúng mình cùng suy nghĩ nhé. Còn biện pháp nào hay không? Trong câu thơ tiếp theo này, đưa con đi cùng đất nước, thì đố các em biết trong câu thơ này sử dụng biện pháp nào đấy? Đưa con đi cùng đất nước, tuổi thơ trở đầy cổ tích, dòng sông lời mẹ ngọt ngào, đưa con đi cùng đất nước, trong chành võng ca dao. Vậy thì đố các em biết trong những cái khổ thơ, trong những cái câu thơ này còn sử dụng biện pháp nào không? Chị nghĩ rằng là sẽ có bạn đã đưa ra được cái câu trả lời của mình rồi. Đưa con đi cùng đất nước thì trong cái câu thơ này mình sẽ sử dụng cái sự kết nối từ câu thơ trước nhá. Dòng sông lời mẹ ngọt ngào, đưa con đi cùng đất nước, tức là lời mẹ ngọt ngào đưa con đi cùng đất nước, tức là đây gì nhỉ? Sử dụng cái biện pháp nhân hóa, lời mẹ thì làm sao đưa con đi được, nhưng mà lại nhân hóa ở đây lời mẹ đưa con đi cùng đất nước. Cho nên là trong câu thơ này tiếp tục sử dụng biện pháp nhân hóa những lời hát của mẹ, dòng sông lời mẹ ấy, thì với cả là tuổi thơ trở đầy cổ tích ấy, đưa con đi cùng đất nước. Và đi cùng đất nước ở đây thì vừa mang tính tả thực lại vừa mang tính biểu tượng. Các em biết tại sao không? Tức là nghĩa tả thực tức là những cái giá trị văn hóa truyền thống của người mẹ đã truyền tải cho con trong từng cái lời hát, trong từng cái giai điệu đấy. Đi cùng đất nước tức là sao? Tức là đưa con đi từ thuở đất nước còn sơ khai, từ khi dựng nước đến khi giữ nước. Đó chính là những cái câu chuyện gì nhỉ? Về người anh hùng thành gióng, tích vươn vai, lớn bỏng chống giặc ngoại xâm. Đó là câu chuyện về cô Tấm hiền thảo, câu chuyện về sự ở hiền thì gặp lành, đúng không nào? Đất đi cùng đất nước chính là ở chỗ đấy đấy con ạ, các em ạ. Cho nên là ở đây chúng mình sẽ ghi nhận xét tiếp theo là về biện pháp nhân hóa, và biện pháp nhân hóa được sử dụng trong câu thơ đưa con đi cùng đất nước nha. Đưa con đi cùng đất nước này cũng sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa. Đưa con đi cùng đất nước tức là đưa con đi từ khi đất nước còn sơ khai đến khi đất nước đã đến thời dựng nước và đến thời giữ nước, đúng không nào? Và tiếp theo này, trong cái câu thơ tiếp theo này, trong chành nhịp võng ca dao, đố các em biết trong câu thơ này có sử dụng biện pháp tu từ nào? Và chị gợi ý là có sử dụng biện pháp tu từ nha, nhưng còn sử dụng biện pháp tu từ nào thì chúng mình cần phải suy nghĩ giúp chị. Trong chành nhịp võng ca dao, trong chành nhịp võng ca dao, trong chành là một cái từ như thế nào nhỉ? Trong chành là một cái từ thể hiện sự không được im, đúng không nào? Tức là nó sẽ di chuyển trong chành, đúng không nào? Vậy thì trong chành nhịp võng ca dao là sao? Trong chành chính là cái sự ẩn dụ cho cái khó khăn, cho cái vất vả của mẹ. Và có một sự đặc biệt ở đây, đó là gì? Trong chành còn là một từ lái, nhưng mà trong chành nhịp võng ca dao bình thường thì cái từ trong chành là một cái từ biểu hiện cho cái mức độ ấy, thì sẽ thường phải đứng đằng sau, đúng không nào? Tuy nhiên là cái trong chành thì lại được đào lên đầu câu, và cái tác dụng của việc đào lên đầu câu đấy thì còn có một cái tác dụng. Đào lên đầu câu, đào thì có nghĩa là gì nhỉ? Đào có tác dụng là gì? Phải có tác dụng là nhấn mạnh cái từ đấy, đúng không nào? Nhấn mạnh cái sự khó khăn, cái sự vất vả của mẹ, nhấn mạnh cái sự lời ru của mẹ đi cùng năm tháng gắn liền với vẻ đẹp của đất nước. Và từ lái chồng chành thì cho thấy cái động tác đưa nôi đều đều, đưa nôi đều đều, đưa nôi nhẹ nhàng nhưng mà không hề buông lơi, đúng không nào? Vậy ở đây chúng mình sẽ ghi cái nhận xét nha. Ở đây thì sẽ là có ẩn dụ này, ẩn dụ ở đây là ẩn dụ từ trong chành này, và từ trong chành chị sẽ không viết nhá, thì ở đây thì chị sẽ đọc cho các bạn ghi là ẩn dụ trong chành tức là cái sự khó khăn, cái sự vất vả của mẹ, ẩn dụ
sự tròng trành là một này, còn ngoài ra là chúng mình sẽ thấy là đây là một từ láy đúng không nào? Đây còn là một từ láy nữa. Còn ngoài ra trong câu thơ này thì còn sử dụng biện pháp đảo, đảo từ tròng trành lên đầu câu, và đảo thì có tác dụng đó chính là đảo cái từ đấy thì chỉ là muốn nhấn mạnh cái từ đấy thôi, nhấn mạnh lời ru của mẹ đi cùng con qua năm tháng và gắn liền với cả đất nước đấy. Và từ láy đấy, từ láy tròng trành ấy thì còn thể hiện cái động tác đưa nôi đều đều, đưa nôi nhẹ nhàng nhưng mà không hề buông lơi. Và đây chúng mình sẽ ghi nhá, đảo từ tròng trành, tròng trành nhấn mạnh, đảo thì chỉ có một ý nghĩa là muốn nhấn mạnh thôi, và nhấn mạnh ở đây là nhấn mạnh mẹ, nhấn mạnh lời ru của mẹ đi cùng con qua năm tháng, đi cùng con cho con biết, dạy con biết từ thời mà đất nước chưa được sinh ra đến thời sơ khai, rồi đến thời dựng nước, rồi sau này là đến thời giữ nước đúng không nào? Vậy chúng ta có thể đưa ra một cái nhận xét cụ thể về biện pháp tu từ ở đây là gì? Biện pháp tu từ là sự kết hợp biện pháp tu từ nhân hóa, cùng với kết hợp sự biện pháp tu từ nhân hóa với cả ẩn dụ, với cả so sánh thì khiến ta có cảm tưởng như là tuổi thơ của con là một con thuyền hay là con bè chứa những cái câu chuyện cổ tích lúc nhỏ, và lời ru của mẹ thì ngọt ngào chan chứa mát lành như dòng sông không bao giờ bị vơi cạn. Chúng mình sẽ ghi một cái nhận xét ở đây nhá, về biện pháp tu từ, tác dụng của biện pháp tu từ, tác dụng chung thôi, đó chính là lời ru của mẹ ngọt ngào chan chứa như dòng sông mát lành không bao giờ vơi cạn. Đồng hành cùng học văn chị Hiên trong các khóa học khối trung học cơ sở để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé.